tiếng gọi đêm khuya. Năm nay tôi 28 tuổi, sau mấy năm yêu thương đồng thắm, ngày 28 tháng 5, 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ, vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ. Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không? Mẹ tôi khẳng định tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi. Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó tôi vừa lo vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này làm sao là có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường. Âm thanh tích tắc, đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện. Đúng 22 giờ 5 thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu: Có nghe gì không? Nghe không hả? Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ. Nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quá trình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Qua nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử, họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu nếu như không nghe kêu tên nữa thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hổ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình, không có bà tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình bách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối, lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn
không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi. Nếu quả có thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ mấy năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi. Xin tóm tắt sơ lược như sau: đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu: vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A Di Đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A Di Đà Phật thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tính bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy, anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, mình tôi ở nhà, nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó. Không kềm được lệ rơi tràn mặt, tôi buồn bã vạn phần, và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới 2 lần, ra tay sao mà ác quá vậy? Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày, trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật, chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30,
hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ ba, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ hai đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động chữ. Còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm hai đội trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ ba, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi về đi mua nho, chuối, đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt, vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 biến. Nhưng hôm đó, mới ăn tới miếng thứ tư, thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm A-di-đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ 4 từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra, đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên.
Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu, gần đây nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng, sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh đầy, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, cái quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tường thuật của một thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói: Một thông tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.